74 quý vị khó giết. Hơn tôi chính là người đánh lén mình. Cặp mắt trước khi hôn mơ mà mình nhìn thấy qua mắt mèo chính là nó. Tỉnh lại cũng nhanh thật đó, một chút cũng không giống người lên xưa mới bình thường. Xem ra cậu cũng giống ta, đều là thiên tài. Thật sự quá là kỳ diệu rồi, thứ yêu thích nhất là giết chết thiên tài đó. Xem ra năng lực của hắn có liên quan tới đôi mắt đó. Người lên sư sao? Thơm cả tướng mạo của hắn cũng rất giống, còn nói bản thân là thiên tài. Biểu ca của Vương Tử Đạt, thiết bị sửa chữa xong chưa? Cậu biết ta, Lâm Tử Dương, biểu ca của Vương Tử Đạt. Không tội, Lâm Tử Dương ta chính là biểu ca thiên tài của tay phó vật bốt. Nhưng mà thật xin lỗi, gần đây rất ít ra tay giết người. Vũ khí lâu năm cũng hỏng. Yên tĩnh chờ thêm một lát nữa. Sắp xong rồi. Ồ, nghe cậu ta nhắc qua. Vậy người mau chóng sửa đi, tớ không thích lãng phí thời gian. Phương Hầu, không thật không đổi, ngươi cũng thật là thú vị đó, ta rất thích. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi sắp phải chết rồi. Bồi tán cùng với biểu đệ của ta đi. Ngươi thật giống một tên bệnh hoạn. Ngôn ngữ và hành động của hắn điên cuồng, hỗn loạn, giống như là linh tính bị mất khống chế hết như trên diễn đàn nói. Nực cười là biểu đệ của ngươi đã cố kéo ta xuống nước trước khi chết. Dùng bàn tay đầy máu của ta đã tóm lấy quần ta. Nhưng lúc đó ta đã đáp trả như thế nào không? Cái gì? Chân của ta đạp lên tay của cậu ta, nhấn xuống, thậm chí là còn nghe thấy tiếng xương cốt của cậu ta gãy từng đoạn. Âm thanh thảm thiết phát ra từ miệng cậu ta thật sự rất đẹp đó. Người đáng chết, người đáng chết. Ta muốn tra tấn người từ chết. Sau đó ném người vào cái máy nghiền thịt rồi đem cho nó mèo hôn ăn. Đổi lại á, một giấy chứng nhận người chăm sóc, ta hỏi ngươi có sợ không? Chỉ là một phó vật mà khống chế linh tính, không ngờ rằng tới sức mạnh quỷ dị của trình độ này cũng có thể biến ngươi thành con chó điên. Ngươi quả nhiên là phó vật hơn ta. Ngươi cố ý. Không, không thể như thế được. Hắn phải sợ hãi, hắn phải quỳ xuống khóc lóc xin tha. Xin ngươi tha cho ta. Chứ còn không giết ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ta phải tra tấn ngươi. Ta phải tra tấn ngươi tới chết. Chờ tới lúc xương có ngươi hoàn toàn vỡ vỡ, ngươi xem cứng miệng được không? Nhỏ, quá nhỏ rồi, vẫn là quá nhỏ. Ta còn tìm dụng cụ hành hình tàn nhẫn nhất dạy dỗ lại ngươi. Quả nhiên là phá vật, chỗ dụng cụ hành hình thôi mà cũng mất cả nửa ngày. Ngươi cắm miệng, ngươi cắm miệng, ngươi cắm miệng, ngươi cắm miệng lại đi. Nhổ răng rút lưỡi ngươi, ta nhổ răng, ta nhổ từng cái răng của ngươi xuống. Mau nói, ngươi sợ hãi, mau cầu xin ta tha mà, mau lên. Vậy ngươi thì sao? Ngươi muốn chết thế nào? Muốn lấy búa đánh gãy từng khúc xương, hay là muốn từng đấm giả nghiến thịt thành bùn, hoặc là lăn trì từng xẻo? Nói đi, ngươi muốn chết thế nào, ta sẽ cố gắng khiến ngươi hài lòng. Ngươi khó chọn lắm sao? Biểu cảm của biểu ca vô tử đạt khiến ta có lòng tốt giúp ngươi chọn lăng trì đi. Vừa hay ta có dao phẫu thuật ở đây, có thể đem thịt của ngươi từng miếng cắt xuống. Nhưng mà tôi cũng không được chuyên nghiệp lắm. Có thể vài trăm thậm chí là vài nghìn dao thì ngươi mới chết. Không thể khiến ngươi cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khi toàn thân máu chảy, thịt xương phân tách. Hy vọng rộng lượng bỏ qua. Còn mẹ nói rốt cuộc là ngươi là loại mất linh tính không chế nào? Cái tên điên, ngươi mới là cái tên điên đó. Bây giờ ngươi nắm quyền sống chết của ngươi là ta, ngươi là dám uy hiếp ta sao? Ngươi sai rồi, mạng của ngươi luôn ở trong tay ta.
Ta xem ngươi ở đó tính toán nửa ngày có phải rất muốn ăn thịt người không? Ngươi đang nói chuyện với ai thế? Với quý vị, ngươi không nhìn thấy sao? Nó là tới lấy mạng của ngươi đó. Mẹ nó, ở đâu mà đột nhiên xuất hiện quỷ dị thế này? Ngươi là ngươi? Ngươi mới là cái tên điên. Chỗ này không chỉ có một cô, đều xuất hiện đi. Khởi động. Không, đây là ảo giác, đây không phải là thật. Chồng à, ta đang làm rồi sao? Em nhớ anh quá. Bị quý vị phân thành từng miếng cảm giác cũng không tồi. Đau khổ cộng một. Chồng à, đó nhờ lời có khách sáo. Lời lúc khiến ngươi cảm thấy đau khổ rồi. Ta sẽ không phải giải phóng toàn bộ sức mạnh để lấy mạng của ngươi, bởi vì ta đồng ý để ngươi hưởng thụ tự pháp lăng trì rồi. Làm người nhất định phải giữ chữ tín. Đến rồi, mình nghe thấy tiếng bước chân rồi. Chờ hắn nhìn qua mắt mèo qua, chỉ cần một ánh mắt, một mắt là được rồi. Đau, đau quá. Ta thích cái lá bài cuối cùng mới có thể giúp ta tiệp địa phiên bản. Nhưng ta không thích người khác có được lá bài cuối cùng. Chồng à, đây là ai? Thẻ chứng nhận tình thương. Rồi cái thứ này vẫn còn cảm nhận được trong khí tức của quý vị. Là dị khí. Xem ra địa vị của Lâm Tử Dương không hề thấp. Tôi tới dị khí cũng có. Mặc dù rõ ràng không bằng giao phẫu thuật của mình. Còn về thực lực của hắn cũng bị một đòn của mình đánh ngã, chắc chưa tới cấp 2. Câu lạc bộ Quang Vinh chỉ là tổ chức ngựa linh sư tự do, là những người bị năng lượng quỷ dị cướp mất tâm linh. Thế mà lại lấy cái tên Quang Vinh, nực cười. Xem ra linh hương chỉ có tác dụng làm dịu, không thể trấn áp triệt để mất khống chế linh tính. Hắn ta còn bỏ đồ ăn ở kho sao? Người giấu đồ ăn không bị hành hạ tôi chết, ngựa linh sư mất khống chế linh tính còn đáng sợ hơn cả quỷ dị. Địa chỉ kho ghét đồ ăn ở ngồi. Chồng yêu thông minh quá. Bây giờ với diễn thay đổi, ta sẽ khiến người biết thế nào là tàn nhẫn. Xảy ra chuyện gì thế? Mình đang ở đâu? Đây không phải là kho của mình sao? Sao mình lại bị trói rồi? Ngươi tính vậy còn bộ hơn ta nhưng vừa hay. Sửa xong rồi. Ngươi là ai? Ngươi là người đêm hôm khuya khác tới nhà ta gọi cửa lại không biết ta là ai. Phương Hâu. Trả lời đúng rồi, phần thưởng là ta sẽ lan truyền người tới chết. Vốn nghĩa là phòng trợ năng lượng của người. Ta nên chọc mù hai mắt của người. Nhưng mà ta muốn ngươi nhìn cho rõ bản thân chết thảm như thế nào. Ta từng nói mạng của người luôn nằm trong tay ta. Người muốn thế nào? Ta chưa từng gặp ngươi. Không thù không oán, chỉ nghe nói ngươi là một người linh sư mới. Chỉ muốn kéo ngươi vào câu lạc bộ Quang Vinh mà thôi. Ngươi sai rồi. Thật ra chúng ta có thù. Biểu đệ của ngươi là do ta giết. Ngươi không muốn báo thù cho hắn sao? Cậu ta sao lại biết thân phận của mình? Cậu ta sao lại biết mình tới tìm cậu ta để báo thù? Ta biểu đệ ta chẳng là thứ gì tốt đẹp. Giết rồi thì giết thôi. Như thế không được. Ngươi một nhà phải đoàn tụ với nhau.
Ta nếu đã giết biểu đệ của ngươi, đương nhiên cũng phải giết ngươi. Đâu quá, mình bị hắn mổ bụng rồi sao? Sao có thể chỉ một vết thương nhỏ thế này? Khốn kiếp, có thứ gì ở trên con dao phẫu thuật đó của ngươi vậy? Tại sao lại đau như thế? Cái tên điên này. Có bởi, giết ta đi, mau giết ta đi. Xem ra chúng mà không cho linh tính của ngươi chữa khỏi rồi. Vậy tiếp theo ta hỏi ngươi trả lời. Được, ta nói hết. Chỉ cần ngươi có thể để ta thoải mái chút đi. Chân nến ban đồng đó dùng để làm gì? Sử dụng như thế nào? Chân nến ban đồng đó dùng để chắn những cái đồ công kích của quý vị. Là hội trưởng giúp tôi tìm bảo vệ trong sự kiện quý vị. Đỡ có thể dễ dàng đột phá. Khi sử dụng bên trong sẽ có máu tươi của linh tính. Sau khi thắp lửa có thể phòng ngừa tất cả những quỷ dị trong phạm vi của thanh nến. Quỷ dị càng mạnh, tốc độ đốt cháy của dung dịch máu càng nhanh. Linh tính của người được chiếu sáng bao nhiêu rồi? Tại sao lại mất khống chế? Được 20% rồi, thiếu chút nữa là có thể thăng lên ngự linh sư cấp 2. Ta bởi vì không có cách nào đột phá được cấp 2, càng thắp sáng nhiều linh tính nhưng tâm linh càng bị ô nhiễm, vì thế mới dẫn tới mất khống chế. Toàn bộ tin tức năng lực trình độ thắp sáng linh tính của những thành viên câu lạc bộ Quang Minh nói hết cho ta. Được, ta nói, nhưng mà câu lạc bộ Quang Minh tương đối tự do, người cố tình giấu đi năng lực ta cũng không rõ. Ví dụ như ta chỉ biết hội trưởng là ngự linh sư cấp 2. Nửa tiếng sau, những thứ cần nói ta đều nói hết rồi. Mau mau giết ta đi. Không vội, vẫn còn vài nghìn đau nữa. Huống hồ gì ta chưa từng đồng ý ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Ngươi là tên lừa đảo. Vô sĩ, tận hưởng đau đớn đi. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Ồ, sao lại không câu nữa? Đây chính là linh tính mất khống chế trực đỡ sao? Muốn biến dạng rồi. Lần đầu tiên chứng kiến người linh sư biến dạng, phong tư bản nhất mình phải chẳng đứt tứ chi của hắn. Chết rồi, lẽ nào vì biến chỉ này không thể bị cắt đứt, hay là do mình ra tay quá nặng? Âm thanh gì thế? Thú vị. Mục tiêu của nó là đôi mắt của mình. Bắt được ngươi rồi. Bảy mươi chín.